Vợ chồng bà cung bà sinh được 5 người con, nhưng không may có một người con bị bệnh tâm thần, người đàn ông cả bị mất từ nhiều năm trước. 16 năm trước, chồng bà cũng rời khỏi vì bạo bệnh để lại bà với gánh nặng nề trên vai nuôi các con không lớn. Một cô con gái sống ở tận miền Nam nên cũng khó lòng giúp được mẹ nhiều, bà cung tâm sự Nhiều năm nay, bà sống với đàn ông bị tâm thần, việc nuôi người con này rất vất vả, bà không chỉ chăm lo ăn ngủ mà còn phải canh chừng gì kinh quản con bỏ đi lang thang, nhất là những lúc người con phát bệnh, la ới, quỷ phá khiến bà càng thêm vất vả. Dù bước sang trọng tuổi 73, nhưng bà cung vẫn chăm chỉ làm ruộng để chăm lo cho người con bị bệnh tâm thần. Đôi tay của bà chưa bao giờ nghỉ ngơi trên ruộng lúa, vườn rau tôi còn sức khỏe nên vẫn lao động để tự lo cho mình và người con bị tâm thần, không muốn phiền hà đến các con và người khác, bà Khung bột bạch. Dù tuổi đã cao nhưng bà Khung vẫn lao động và làm đơn ra khỏi hộ nghèo. Hoàn cảnh trên của bà đủ điều kiện để công nhận hộ nghèo, những người trong xã cũng nhất trí đưa bà vào danh sách hộ nghèo, nhưng bà lại kiên quyết làm đơn ra khỏi hộ nghèo. Bà chia sẻ, tuy cuộc sống của tôi còn khó khăn, nhưng tôi vẫn còn làm vượng được, không phải đói ăn nên mong muốn nhường cho những người bần hàng hơn tôi để họ có điều kiện dương lên. Ông Đỗ Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trung xác nhận có việc bà Hoàng Thị Quân mang đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo lên Ủy ban Nhân dân xã nộp. Lãnh đạo xã và cán bộ chuyên môn đang để ý đề nghị của bà. Việc bà Quân làm đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo khiến nhiều người cảm phục việc làm này góp phần khích lệ các hộ nghèo trong xã dương lên thoát nghèo ông hùng nói